Xin chào bạn, tôi là Phạm Thành Viên, chuyên gia đầu tư tài chính. Trong video này tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị một cái kiến thức liên quan đến chu kỳ của nền kinh tế. Cách đây 10 năm trước, nếu như anh chị em nào đã từng tham gia đầu tư tài chính từ những năm 2005 thì rất thấu hiểu điều này. Cách đây 10 năm trước, vào năm cuối 2008, đầu 2008 và cuối năm 2008 thì khi thị trường kinh tế toàn cầu giảm điểm, khi thị trường kinh tế toàn cầu bước vào nhịp suy thoái thì nhịp đầu tiên làm cho bất động sản lên ngôi. Đó là một trong những cái thứ rất là tuyệt vời. Lúc đó là gì? Làm cho bất động sản phát triển vô cùng nóng, phát triển rất nóng, đặc biệt là bất động sản ở Trung Quốc, dẫn đến là bong bóng bất động sản. Khi mà bong bóng bất động sản nổ ra thì làm cho một loạt các cái thành phần tham gia vào thị trường bị ảnh hưởng, trong đó có ngân hàng, trong đó có nhà đầu tư, trong đó có cả thị trường cổ phiếu. Và sau đó là đến giai đoạn mà ảnh hưởng đến toàn cầu. Khi ảnh hưởng đến thị trường, nền kinh tế toàn cầu thì có một cái thứ, có cái cơ hội, đó là cơ hội trong kim loại quý. Trong kim loại quý lúc đó là tăng trưởng rất là mạnh. Còn các cái thị trường khác như thị trường cổ phiếu, thì thị trường chỉ số chứng khoán và các thị trường khác thì đều giảm điểm rất là mạnh. Và bây giờ đang là cái thời điểm mang tính chu kỳ 10 năm. Như vậy là chu kỳ 10 năm từ 2008 đến 2018 thì có cái chu kỳ gì, có cái điều gì đặc biệt? Thì cái chu kỳ năm cuối 2018 đầu năm 2019 thì nó có sự hội tụ chung của hai chu kỳ, đó là chu kỳ nền kinh tế 3 năm và chu kỳ nền kinh tế 10 năm, và nó hội tụ ở cuối năm 2018 và đầu năm 2019. Thì gần đây chúng ta có thể quan sát thấy là thị trường cổ phiếu giảm điểm rất là sâu, đặc biệt là thị trường chính, đó là thị trường phố Wall, đó thị trường phố Wall là cái thời điểm mà giảm điểm ảnh hưởng tác động rất là mạnh đến các thị trường khác như thị trường crypto, thị trường bất động sản. Và hiện nay đang có một cái dấu hiệu là cái lãi suất tiền gửi bắt đầu đang có biểu hiện tăng. Và gần đây thông tin tôi được biết là có một vài ngân hàng thương mại nhỏ đang khan hiếm nguồn tiền mặt vào dịp cuối năm 2018 đầu năm 2019. Đây là một trong những cái thông tin trong ngành hết sức là tế nhị, nhưng chúng ta là nhà đầu tư chúng ta phải biết. Bởi vì khi những cái thông tin đó lọt ra ngoài thì làm cho tại sao nó lại có những cái thông tin như vậy, và khi những cái thông tin đó nó là sự thực thì có cái điều gì diễn ra, cơ hội nào được diễn ra ở đây. Đó, cái điều đó là chúng ta cần phải quan tâm. Thì theo mang tính chất chu kỳ như thế này thì bất động sản ở giai đoạn bây giờ 2 năm vừa qua chúng ta thấy bất động sản phát triển rất nóng ở Việt Nam. Rất nhiều các dự án được ra đời, rất nhiều các khu đô thị mới được ra đời, rất nhiều các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng được ra đời. Đó là một điều rất tuyệt vời, báo hiệu cho nền kinh tế của Việt Nam đang đi vào cái đoạn phát triển rất là mạnh. Bên cạnh đó nó cũng có những cái tiềm ẩn rủi ro nhất định cho nhà đầu tư. Nếu chúng ta không có kiến thức, chúng ta không có cái nhận định, đánh giá một cái thương vụ đầu tư. Tôi lấy ví dụ như thế này, nếu như chúng ta đầu tư vào bất động sản mà chúng ta không biết được cái nguồn gốc của cái mảnh đất đó thì chúng ta hoàn toàn có thể bị rủi ro rất là nhiều. Bởi vì đầu tư bất động sản là một trong những lĩnh vực đầu tư mà đòi hỏi số vốn khá là lớn. Khi mà chúng ta muốn biết được pháp lý thì chúng ta sẽ phải có một cái thông tin kiểm tra, ví dụ như là kiểm tra qua các cái phòng công chứng hoặc kiểm tra pháp lý. Thì lúc đó chúng ta biết được cái nguồn gốc của cái miếng đất đó là bao nhiêu đời chủ, bao nhiêu giao dịch đã được thực thi, vân vân và vân vân. Chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra được. Nếu chúng ta có mối quan hệ ở phòng công chứng, bên pháp lý, bên tư pháp thì chúng ta chỉ cần cái gì số của sổ đỏ ấy thôi là chúng ta có thể kiểm tra được toàn bộ lịch sử của mình đất đấy, để chúng ta giảm thiểu được cái rủi ro. Và cái khi mà thị trường giảm điểm ấy, khi thị trường cổ phiếu, thị trường tài chính giảm điểm mạnh thì nó ảnh hưởng tiếp theo, đó là ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống ngân hàng, hệ thống tài chính ngân hàng, và ảnh hưởng tiếp theo nữa là ảnh hưởng đến các cái giao dịch bất động sản về dài hạn. Và lúc đấy khi thị trường bất động sản mà bị giảm cái thanh khoản, làm cho cái volume mua bán nó giảm dần đi, làm cho những nhà đầu tư ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng rất là mạnh. Bởi vì những nhà đầu tư ngắn hạn lướt sóng thì có thể họ dùng đòn bẩy tài chính thông qua ngân hàng, họ vay ngân hàng để mua bất động sản rất nhiều. Và khi họ không thanh khoản được thì họ sẽ phải chịu áp lực, đó là trả gốc, trả lãi cho ngân hàng. Và đấy là một cái trong những cái áp lực rất là lớn. Và đôi khi khi mà thị trường giảm điểm sâu thì thậm chí còn không cả thanh khoản được miếng bất động sản đấy để thu hồi tiền về. Đấy là một trong những cái kiến thức mà chúng ta khi đầu tư chúng ta hoàn toàn phải biết. Và điểm đặc biệt nữa là cái chu kỳ của nền kinh tế mang tính 3 năm và 10 năm, hội tụ vào cuối năm 2008 và đầu năm 2019 thì nó sẽ tiềm ẩn rất là nhiều các cái cơ hội. Bên cạnh đó nó cũng có tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân.
Bởi vì nhà đầu tư cá nhân thì thông thường cái thông tin nắm bắt được thì rất là ít, và thứ hai là không có cái nhìn phổ quát, không có cái nhìn toàn cảnh trên thị trường, không có cái phân tích chuyên sâu. Vì thế có những cái rủi ro không lường trước được. Và trong video lần này tôi chia sẻ cho anh chị cái chu kỳ mang tính nền kinh tế, mang tính 3 năm, mang tính 10 năm. Và ở trong chu kỳ này thì nếu như anh chị mà đầu tư trên thị trường tài chính thì anh chị có thể kiếm được nhiều tiền hơn thông qua việc bán khống, thông qua việc giao dịch phái sinh. Vâng, nếu anh chị nào mà giao dịch phái sinh ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì cũng lưu ý điều này. Anh chị đầu tư bất động sản cũng phải lưu ý điều này. Anh chị đang giao dịch trên thị trường crypto cũng phải lưu ý điều này. Anh chị đang giao dịch trên thị trường cổ phiếu quốc tế cũng phải lưu ý điều này. Đặc biệt là những anh chị em đang bắt đầu tham gia khởi nghiệp thì cũng phải lưu ý đến điều này. Những anh chị tham gia khởi nghiệp mà rơi vào cái nhịp giảm của nền kinh tế thì thật sự là gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì lúc đấy là cái sức mua của nền kinh tế nó giảm rất là sâu anh chị ạ. Sức mua giảm rất là sâu bởi vì là cái thu nhập của người dân nói chung, thu nhập của người lao động nói chung bị giảm, làm cho sức mua, niềm tin tiêu dùng giảm rất là mạnh, và lúc đấy lạm phát có thể tăng lên. Đó thì cái cơ hội lại dành cho kim loại quý. Vâng, đó là những cái chia sẻ mang tính chu kỳ của nền kinh tế 3 năm, chu kỳ của nền kinh tế 10 năm mà nhà đầu tư, nhà kinh doanh, những nhà khởi nghiệp, những nhà đầu tư cá nhân, những nhà đầu tư bất động sản, những nhà đầu tư tài chính phải biết. Vâng, nếu để anh chị biết sâu hơn thì có thể tìm một đường link phía dưới video này, đăng ký thông tin và để lại thông tin. Tôi sẽ gửi thêm cho anh chị các cái tài liệu liên quan, hoặc là anh chị có thể đăng ký đến với buổi chia sẻ một ngày của tôi. Anh chị có thể hiểu được toàn cảnh hơn, chi tiết hơn, chuyên sâu hơn qua những cái bức hình phân tích chuyên sâu. Phạm Thành Nguyên xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị nhà đầu tư.